xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Huyền Trang. Và thế là một năm học mới lại đến. Chắc hẳn học sinh sinh viên chúng ta ai nấy đều tất bật chuẩn bị thật chu đáo, nào là sách vở, quần áo, dụng cụ học tập cho năm học này. Nhưng đối với chị em chúng mình thì một vẻ ngoài thật xinh xẻo thu hút ánh nhìn của crush chắc hẳn là rất được quan tâm. Nhưng đối với team thường hay dậy muộn, không có nhiều thời gian để apply cả đống thứ make up lên trên mặt thì là cả một vấn đề. Đang băn khoăn không biết làm sao để vừa đẹp vừa nhanh thì mình vô tình tìm thấy được em phấn nền lạnh A20 này. Chắc hẳn là nhiều bạn còn xa lạ với cái tên phấn nền lạnh, nhưng không sao, hôm nay trong vlog đầu tiên của mình thì mình sẽ review tất thần tật về em phấn nền lạnh A20's Essence Cover Pack Diamond với SPF 50+ và PA 3+ này cho các bạn nhé. Để nói về hãng mỹ phẩm A20 thì mới ra mắt thị trường Việt Nam từ đầu năm 2019 nên chắc hẳn còn khá xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam. Tuy nhiên theo thống kê cho thấy rằng trung bình cứ 2 giây thì bán được một sản phẩm, nên thương hiệu A20 với 70 năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm còn rất được sự ủng hộ của các influencer như Quỳnh Anh Xin, Đào Bá Lộc và cả Chipu là đại diện thương hiệu cho A20 Việt Nam. Ok, let's go, hãy cùng mình đập hộp nào. Oops, không phải theo cách này đâu nhá. Đầu tiên về phần bao bì và thiết kế của sản phẩm, vỏ ngoài được thiết kế tráng gương trông giống một viên kim cương nên nhìn cực kỳ lung linh và cực kỳ sang chảnh, chúng ta có thể sử dụng để làm quà tặng. Khi cầm trên tay có cảm giác to nhưng nhẹ tay, sản phẩm có lõi riêng để trong túi chứ không phải gắn vào hộp nhằm giảm thiểu sự tác động của môi trường ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thiết kế bên trong, sản phẩm có một khay nhựa để chứa bông mút. Gương trang điểm bên trong khá là to so với các loại phấn nước khác mình từng dùng nên rất hữu dụng mỗi lần cần giảm lại phấn. Phần bông mút nhỏ gọn mịn màng, lấy lượng phấn vừa đủ dùng cho mỗi lần apply. Phấn nền lạnh kim cương A20 Essence Cover Pack Diamond SPF 50+, PA 3+, gồm 2 loại và 2 tông. Màu trắng dành cho những bạn da thiên dầu và có nhu cầu trang điểm trắng. Em này giữ tông trong thời gian dài và độ ẩm mức độ trung bình, độ che phủ tốt, độ lâu trôi khá là ok. Và màu hồng dành cho người có da khô, da thường tiếp xúc với môi trường máy lạnh, môi trường hanh khô. A20 Essence Cover Pack Diamond này giúp tăng cường độ ẩm, mướt da. Vì độ ẩm thì em này mức độ ẩm cao, độ che phủ trung bình, độ lâu trôi khá là ổn nhé. Vào những ngày đi học thì mình thường có những tiết học ngoài trời mà lại còn trong mùa nắng nóng thế này, nên mình chọn dùng A20 Essence Cover Pack Diamond để trang điểm vì mình rất thích lớp nền mỏng nhẹ, phù hợp với học sinh chúng mình mà lại man mát. Ngoài ra, A20 Essence Cover Pack Diamond sử dụng chất phấn tươi có chứa những dưỡng chất cũng như các thành phần có khả năng kiềm dầu tốt, còn xuất sắc hơn cả phấn nước nữa cơ. Đặc biệt là Super Hyaluronic Acid làm giảm lượng bã nhờn trên da, duy trì làn da bóng mượt, không bị khô mốc ngay cả khi ngồi trong phòng lạnh, nhờ khả năng cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho làn da. Nên mình rất ưng khi sử dụng em này vì làn da của mình lúc nào cũng bóng mịn, nhẹ nhàng mà không lo bị trôi phần lấm lem như trước nữa. Tuy nhiên, bạn nào thích lớp nền lì lì một xíu thì đánh thêm một lớp phấn phủ nữa là da đã thích mê rồi. Với tinh chất dưỡng da vân trắng hình latte art, với chiết xuất lên tới 68% là tinh chất làm trắng, cải thiện nếp nhăn bằng cách giảm hình thành sắc tố melanin, tăng độ đàn hồi, cải thiện nếp nhăn và lỗ chân lông. Đối với các sản phẩm của A20, một điều mà các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là bảng thành phần lành tính, an toàn, có khả năng dưỡng da, không gây tích tụ các độc tố trên da với bột ngọc trai, nha đam, ruby, việt quất, tuyết liên và nho biển. Điều đặc biệt chính là sản phẩm không chứa chỉ nên an toàn cho phụ nữ mang thai và những bạn có làn da nhạy cảm. A20 Essence Cover Pack Diamond có khả năng che khuyết điểm trung bình khá. Mình thấy em này có thể che được các nốt thâm mụn, quầng thâm mắt khi chỉ apply một lần trên da. Còn nếu như những bạn nào có những nốt thâm mụn dạm hơn, nám và tàn nhang thì các bạn nên apply 2-3 lần là ok rồi nha. Với độ che phủ bền bỉ của em này thì các bạn yên tâm khi hoạt động cả ngày dài mà không lo bị trôi mất lớp phấn này đâu nhá. We'll be right back.
20s Exams Cover Pack Diamond này thì mình highly recommend cho các bạn học sinh sinh viên, vì chỉ với một mức giá bình dân mà chúng ta đã có thể sở hữu một em phấn cực kỳ sang chảnh với khả năng che phủ tốt, kiềm dầu tốt và giữ lớp make up lâu trôi không bị khô mốc. À, còn có thêm cả dưỡng chất để ngăn lão hóa từ bên trong, chống nắng và ngăn các tác động từ bên ngoài. Vậy thì không có gì để tiếc cả. Mình nghĩ thời gian tới chắc mình sẽ tiếp tục gắn bó với em này rất là lâu dài. Để chọn mua được sản phẩm chính hãng, không phải hàng giả, hàng kém chất lượng, thì mình đã để đường link nơi mà mình thường xuyên mua mỹ phẩm, đó là Bên Đẹp 21 ở dưới description box. Vậy thì các bạn hãy click vào đây và chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. À, theo như mình thấy thì Bên Đẹp 21 đang có rất nhiều chương trình sale rất là ưu đãi. Vậy thì còn chần chờ gì mà không nhanh chân lên nào chị em ơi. Vậy là vlog của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Và đừng quên nhấn subscribe và để lại cảm nghĩ ở dưới phần bình luận để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người.